Thu Hằng xin phép được giới thiệu với quý vị và mời quý vị chúng ta một lần nữa hãy cùng hướng sự chú ý của mình về phía sân khấu để cùng thưởng thức một tiết mục trình diễn vô cùng đặc biệt, để cùng hiểu rõ hơn về mô hình canh tác lối lai mới của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. And now we would like to introduce our distinguished guest to pay attention to the stage and watch a very special performance today. Please enjoy.
Và mời quý vị thân mến hãy cùng